Lấy các bác là xem qua chương trình nào đây anh? À, YouTube hay là TikTok hay là fanpage à? YouTube. À, các bác xem YouTube, các bác xem theo dõi lâu chưa? Úi giời, ao ước bao nhiêu năm nay dòng này cái sóng. À, ao ước bao nhiêu năm? Mấy năm rồi anh? Mấy năm rồi ạ? Mấy con lợn. Bắt mấy con lợn. mấy tấn thóc nữa chứ? Bác này là chủ chương trình. À đấy ạ. Đấy, vâng. Anh em thì bảo là thôi thì cứ động viên đi là đi lấy cho vui. Vâng. Đi lấy tinh thần. Vâng. Còn bây giờ cái vấn đề là anh em nó có được khoảng 2 con lợn thì bây giờ đi cần thiết thì mỗi người một cái chân một cái tay bác có thành con lợn thêm con nữa. À, các bác rất là vui tính ở dưới Nam Định. Mình ở chỗ nào Nam Định anh? Ví dụ như là Nam Trực. Ông em về Nam Trực đấy. Các em về Nam Trực mà. Vâng, các em có bộ dưới Nam Trực lắp bộ 938 ở dưới đó. Ở Nam Định Thái Bình hôm nay em đi nhiều lắm. À. Cứ người nọ mách người kia mà. Vâng. Đấy thì cơ sở vâng uy tín thì cứ người nọ mách người kia mà. Vâng. Quan trọng nhất là cái hàng chất lượng, giá nó phù hợp. Giá cả hợp lý. Vâng, đấy cứ người nọ mách người kia. Đấy mới là cái quan trọng. Đấy, anh em lúc nào cũng nhiệt tình. Đấy lên đây tiếp đón rất là niềm nở. Đây là Lâm Bác ở dưới Nam Trực Nam Định. Đi cả một tập đoàn thế này. Đây chú ơi, mát rồi. Đấy, cái tìm chú không thấy chú đâu. À, tưởng lạc lạc mất nhau rồi. Lạc mất nhau rồi, chú chưa nhận đếm nhau. Đủ cái này thiếu cái nào không ạ? Đủ chưa ạ? 2, 4, 6 bác là dưới Nam Trực Nam Định lên đây. Nam Trực Nam Định à? À, Nam Định cũng qua mình. Đấy, mình cũng vãng về mà. Chào qua một chuyến Nam Định. Ờ, hay sao không anh này, mai chim thôi. Vâng, Mr. Duy đấy ạ, Mr. Duy. Đấy, rất là đông luôn ạ. Rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng cũng như ủng hộ JK Minh Số ạ. Và bây giờ là sẽ đắp cho anh combo G4000. Vâng, có khách sang 103 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội xem và nghe. Các bác là từ đâu sang đây ạ? Các bác từ đâu sang đấy? À, Nam Định lên kìa. À đấy, các bác từ Nam Định lên 103 phố Trường Lâm xem âm thanh karaoke dưới hình ạ. Bên JK Minh Số. Xe thì các bác đây rồi. À, bên em đang hướng dẫn đỗ sang bên đường kia để tránh cấm biển, cấm dừng, cấm đỗ. Đó. Các bác vào trong nhà. Đó, bây giờ mời các bác vào trong nhà nghe trải nghiệm. Anh em đang nghỉ trưa nhưng vẫn tranh thủ tiếp các bác được. Đó. Anh em nay đi lắp đặt hết các tỉnh mà không? Đó, anh vào đây. Ở không gian trong nhà nữa anh ạ. Đây anh vào trong này. Ở bên em có không gian tiếp khách chuyên biệt nữa ạ. Vâng ạ. Vâng, bên tay trái, bên tay phải. Đó, không gian riêng đấy ạ. Đó, để cảm ơn. À, bên em đang sẽ lắp lại. Các bác là đi tổng mấy người nhỉ? 5 người. Đấy, 5 người từ Nam Định lên đấy, thành tựu buổi trưa. À, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 1:10, 1:05. Đó, các bác từ Nam Định lên. Thích rồi, buổi trưa cũng đi. Đó, thích rồi là giờ nào cũng đi. Có nhiều bác ở Cần Thơ, Sài Gòn bay ra đây liên tục mà. À, ra đây vừa chơi vừa ngắm bên em làm việc luôn. À, chọn những bộ combo. Anh thì đang xem bộ nào anh? Cho thằng em nó xem cái lo cây này. À, là SH1800 ạ. Con này là G4000. SH1800 ạ. Rồi ok, bên em sẽ setup cho các bác những bộ phù hợp. Đó thì anh em đang setup cho mỗi bác một bộ. Thì đây là bộ đầu tiên, bộ làm cái con G4000 đẩy X22 bản Pro và con thước F1500 Pro và một bộ mic VK3 một bản Pro. Đó, anh em đang phối ghép cũng như căn chỉnh sao cho nó phù hợp, đồng bộ thiết bị để các bác dưới Nam Trực Nam Định lấy cho nó hoàn hảo, hoàn thiện. Đó, cặp G4000 quá xịn sò luôn, cặp loa cây rất hoành tráng, vừa nghe nhạc vừa hát rất sống động, trung thực và đặc biệt là nghe nó chi tiết tách bạch, cộng thêm một súp F1500 bản Pro. Làm chiếc của này lên rất đông luôn ạ. Đó,
Vâng, test theo yêu cầu của anh khách ở dưới Lâm Trường Nam Định, bên em cũng chưa kịp hỏi tên. Vâng, nghe bass nhiều hơn. Đó, anh muốn nghe bass nó nặng, sâu. Bên em cũng căn chỉnh tăng bass lên một chút xíu. Rất là tuyệt vời, đồng bộ hãng Vivus, chất âm cực kỳ là hay. Chất âm cực tuyệt vời luôn ạ. Rất đông luôn. Ok, bây giờ các bác và anh em có thể đeo tai nghe để cảm nhận cái chất karaoke bác khách ở dưới Nam Trực Nam Định hát thưởng thức trên combo loa G4000 các bác nhé. Rất đơn giản coi nhé, một cặp G4000 này, để X2 vào đồ này, VX2 một vào đồ này, và số F1500 đây là một bộ karaoke gia đình cực hay và chuyên nghiệp.
chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Đây thì bên em cũng hướng dẫn luôn cách sử dụng bộ dàn karaoke G4000 mic VK31 bản Pro và XK3 bản Pro và SF1500, hướng dẫn luôn cách chỉnh cho anh làm chủ được thiết bị khi mà lấy bên VK Minh Số sau khi đã setup lắp đặt, và hướng dẫn anh cụ thể hơn. Một địa chỉ rất là quen thuộc, VK Minh Số ở 133 phố Trường Lâm, Đông Anh, Hà Nội các bác nhé. Hướng dẫn rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đấy, cái ba vừa vàng gold đây các bác, nhìn cực sang trọng luôn. Để các bác lên đây trải nghiệm có thấy vui không ạ? Bây giờ lâu lắm được lên Hà Nội. Đấy. Thế có hài lòng về cái sản phẩm tại công ty em không? Lên bãi thủ đô mà lại không vui thì. Đấy. Phải ưng ý thì mới mua chứ. Đấy, các bác lên nghe chốt bộ G4000. Bác dưới làm trực làm định. Lên rất là nhiều tranh thủ mấy anh em đi, 6 anh em. Đây là 6 anh em trên một chuyến xe tăng đấy ạ. Năm như là vâng, tiếp tục combo RAM 1204 và đẩy X2 bản Pro. Các bác Nam Định tranh thủ lên thêm bộ nữa. Nghe rất hay với cặp RAM 1204 màu xanh coban. Nghe bài nhạc chi tiết đi cho anh các bác và anh em trải nghiệm. Ok, đây là test cho bác bài nhạc mạnh trên combo loa 1204 và để 22 bản Pro rất là hiệu quả. Chuẩn bị sô-cô-la nhìn marshmallow dẻo dai thơm mềm, Oreo sô-cô-la thơm mềm ngon khó cưỡi. Sáu bác tranh thủ. Nhìn rất bắt mắt luôn, hiện đại, dáng ra thiết kế rất độc đáo. Anh bát rất căng luôn ạ. Cao của Lam hàng 4 này là cao 1m2 ạ. Các bác đã chờ sẵn để xếp bộ combo lên rồi ạ. Anh từ xếp đồ để xem. Ok. Hả? À, cặp hàng 4 quá phê luôn. Chơi đẹp hơn. Chất đẹp luôn này thì hơn. Chơi này thì bao đó trả hơn tiền chứ các bạn. Chất. Ok, các bác đang chở hàng ra xe rồi ạ. Dạ. Cho đi anh em rất là thoải mái, sông xanh. Đang chất hàng lên xe. Về Lam Trực Lâm Định. Trời khá là nắng. Khá là nắng ạ. Nắng hơi gắt luôn. Ok, rất là cảm ơn các bác và anh em nhé, địa chỉ rất quen thuộc. Đây, mic 321 Pro này, X2 Pro này. Đó, các bác và anh em đến tận nơi nghe. Đây, mặc dù thời tiết này khá là nóng, oi bức, nhưng vì đam mê âm nhạc thì không thể vãn lại được. Vâng, chào các bác nhá. Vâng, chào các bác. Vâng, về Lam Trực Nam Định. Ok.
Các bác và anh em cứ tin tưởng ủng hộ Zika Minh Số nhá.